kì kì kì. Xúi vô mày. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ngày mới chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe. Hôm nay mình đi câu cá phi về làm cơm ăn nha mọi người. Mời mọi người đi với mình nha. Tôm lưỡi hả? Kì 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 kì. Chó khôn mà chó dữ dường á. Phong mới tóm hết lưỡi rồi nghe mọi người. Nè. Nhanh quá. Nhanh quá. Lâu quá bị gung luôn rồi. Tóm là tóm lưỡi câu chuẩn bị đi câu cá phi nha nè. Kiếm mấy cá gì chiều kho ăn cơm cửa chiều á. Chiên cũng được. Ừ. Làm món gì làm. Coi hả? Đó là tấm rồi hả? Hay lắm. Rồi. Chuyên nghiệp à. Này để vậy luôn ha. Cái đó là nó tự nó ne hả? Mình chỉnh. Chỉnh như đầu tự ne. Cái lưỡi này mình chỉnh rồi đó hả? Ừ. Hay không? Mình chỉnh lưỡi câu neo qua bên mình câu nó mới bé nhạy nha mọi người. Giật ít sảy lắm. Thêm vô. Dưới nuôi cá trên nuôi gà. Dưỡng mít như mai. Ở dưới quê là vậy đó mọi người ơi. Muốn ăn gà có gà, muốn ăn cá thì có cá. Làm mồi mình câu cá nha mọi người. Ủa mình có trộn gì vô thêm không cho nó dẻo không? Dẻo mà. Đây chuẩn bị mồi nè, mình câu sẵn rồi nha mọi người. Ra ngoài đìa mít, vườn mít mình câu. Ồ, có mấy trái ổi nè, đã quá. Đi kiếm chỗ câu chẳng cá. Chẳng rồi. Chúc câu cá được nhiều thuận lợi nha. Để đi nha mọi người. Sao không ăn gì hết vậy? Đó. Đó, phi đó. Lôi rồi. Giật kìa mọi người. Trời ơi, giật. Tiếc quá. Đứt mồi ơi, giật nha mọi người. Ôi, công càng câu luôn rồi bà con ơi. Ôi, mồi của em không ngon. Ôi, nè, ăn cá nè, trời ơi, đã. Cậu, lúc. Con. Thôi đi dính nữa rồi. Dính con nữa rồi mọi người ơi, đã quá.
anh có phải sát cá không mà em ngu vậy? Trời, chín rồi, ăn rồi đó, giật ngang. Giật, ôi, trời ơi. Đừng, đó. Qua đã. Ăn rồi đó, giật ngang. Trời ơi, đất ơi. Rồi đó. Giật ngang, trời ơi. Vậy. Ăn rồi đó. Giật nha. Ô đó, trời ơi, ruột, trời ơi. Cái lưỡi gì kỳ vậy? Giật ra. Ôi, cá phi bự quá. Phi. Ôi, dính ngay mép, dính ngay mỏ, ngay mỏ. Ừ nè, đi nè. Ủa, đúng tôi. Đi chả lá không? Hay thiệt. Trời, dính có chút xíu mà chào. Thì bỏ vậy cánh, hay không? Nè, nó dính con chả là sao? Ừ. Để lâu sợ nó nuốt. Ăn là cái gì mà lấy tục? Nó giờ lấy tục ta. Cái tùng hả? Ừ. Cái thức ăn này thấy không bén đâu ơi. Ừ, ăn không nhảy bằng. Rồi. Ồ, cá phi nè. Mập cố. Đã. Đồ gỗ đã không? Ít, vô ra đây. Miền Tây giờ nước lụt nhiều lắm nha mọi người. Nè, nước mênh mông trơn nè. Ta đặt giớn để bắt cá để mà ăn đó mọi người nè. Cánh đồng mênh mông nước luôn. Cá ăn rồi nha mọi người. Giật nha. Chín rồi. Giật. Ô, dính cá bự. Trời ơi, gõ vuốt rồi. Vậy. Vuốt rồi. Trời ơi. Thôi dở lên không nổi. Ủa sao lưỡi này vuốt hoài trời. Lưỡi cũ mà đâu phải lưỡi nãy em tóm đâu. Trời ơi, lưỡi dưỡng mới á. Đớp rồi mọi người ơi. Đớp nữa rồi. Mạnh lên cay, mạnh lên luôn nha. Mạnh lên không? Đưa. Giật mọi người. Đồ. Lên cho bảo. Được. Em nè. Đây còn rồi, giật đi. Ăn nữa kìa. Trời ơi. Đi. Nào nấy đã không? Đây, dính một em. Đã quá. Vô ngay mép luôn. Gỡ giùm đi. Gỡ luôn, cá phi chà bái. Thằng tay luôn. Ô, hay quá. Thôi. Đang. Ăn nữa anh em ơi. Ăn nữa rồi, giật nha. Giật nha, trời ơi. Ôi, được rồi. Hồi ôi, đó con nữa kìa. Coi dính coi. Đã không? Chà bá luôn. Con, giật. Giật đi đó. Trời. Con nữa kìa. Đó. Con nữa nghe mọi người. Hôm nay được vụ rồi. Hôm nay thu hoạch được vụ rồi. Đi nha. Rồi, ăn nữa rồi, dứt đi. Dứt. Ôi trời ơi. Dứt lên là đó. Đã quá. Lưỡi nó dễ xảy lắm. Lúc ăn lúc không luôn.
dính rồi, giật, giật, giật. Giật là đã thiệt, đem lên, đem lên, đi cất. Còn lửa. Đó, căng nửa ký à. Ba gặp. Trời ơi. Đạo lửa. Ít chưa? À, chút xíu chạy nữa. Ồ, đã chưa? Tôi bên em ơi. Ây da. Thu hoạch. Thu hoạch đất này là bội thu à. Cá cầm hổng giáp tay luôn. À, cá cháo mà lựa không? Rồi. Một màu. Dính chưa, dính chưa, dính chưa. Dứt, 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 dứt. Dứt mạnh. Ô, trời ơi, khổng lồ. Khổng lồ, khổng lồ. Quá dữ, quá dữ. Cá con này bự hơn nãy giờ luôn á. Ôi, ôi, ôi. Lòng thần không? Trời ơi, cá lớn, cá lớn hơn cái máy nữa. Khủng khiếp. Bây giờ, ôi. Ôi, ôi, cá phi. Khủng khiếp thiệt. Là tự nhiên nó vô chứ không có nuôi nha. Cái này mình phải tượng thôi. Đó, ăn nữa rồi đó. Dính rồi, dính rồi. Dính nha. Trời ơi, kỳ vậy. Ôi. Ủa, thiệt. Anh này anh câu anh nhiệt tình ông lột áo luôn rồi mà không ăn nữa rồi. Nhát rồi. Mấy cá phi xứng đáng được ha. Chán chán không. Dính không? Nhát rồi. Rửa tay là nghỉ ha. Đủ rồi. Đủ chiều đủ cái cơm chưa? Cái con này. Ừ. Thôi. Rồi. Con vô cỏ không? Nha. Yeah. Rồi. Thành quả câu nãy giờ nha mọi người. Đó coi. Ui ui. Này cũng cỡ 3 ống ký hả? 3 ký ạ. 3 ký ha. Ừ. Rồi, vô chiều nay mình có đồ ăn rồi mọi người ơi. Chiều nay mình có kho khô, kho mặn cơm, kho lạc chứ. Rồi. Thôi kết thúc clip đây nha mọi người. Mọi người coi clip này có hay có vui thì nhớ chia sẻ đăng ký mình ủng hộ mình nha. Bye bye.